Nhanh thì còn 3 trận, còn lâu thì còn 4 trận. Bởi vì là chúng ta sẽ có một trận này là trận tứ kết này, tứ kết của nhánh thua này. Sau đấy là cặp đấu này ai mà thắng thì sẽ đánh với lại Samuel Masuto này. Ai xong rồi trận đánh đấy Samuel Masuto sẽ kiếm ra một người đánh với lại Moten. Nếu mà người đó thắng Moten thì chúng ta sẽ đánh lại một lần nữa. Còn nếu mà người đó thua Moten thì chúng ta hết game. Vì vậy chúng ta sẽ còn 3 trận nữa. Thế à? Tiếc nhỉ? Tiếc thằng em thế. Còn có 3 trận em ạ. Là sớm 3 trận, còn muộn là 4 trận. Nhưng mà anh nghĩ là 4 trận hơi khó. Hơi khó. Rồi. Muji Mohamed Sly. Muji ở trên và Mohamed Sly dưới nha anh em. Golem à? À, chơi Golem đấy, cẳng đấy. Golem mà không có building thì chặn hơi khó anh. Đặc biệt là Mega Knight mà gặp con no building, Golem Knight, Tornado. À, được rồi, có đi rồi. Nguy hiểm quá, bên kia họ ra nhiều Eli quá rồi. Lấy gì để thủ Ghost, thủ Baby Dragon đây. Electro Wizard đây rồi. Ghost sẽ có một hit, hai hit rất tốt. Muji trận này đang có lợi thế, tuy nhiên thì mình không nghĩ là Mohamed Sly chơi trận này chơi Golem. Golem. Yeah. Tôi hẹn em một khi khác vậy. Anh ngồi tắm, anh tắm nãy giờ khô hết cả người rồi. Tôi đợi chú cũng không sáng. Tôi hẹn một khi khác vậy. Ok, Ram Rider, Electro Wizards, Mighty Mind. Thế này, trận này có lành thì Mohamed Sly cũng có ăn đây. Tuy nhiên thì win position của... Ôi giời ơi, Ram Rider mà không có Tornado thì khó chặn. Không có Tornado, không có Tap Dash Food thì khó chặn. Đúng là trận này cũng căng thật sự. Mother Witch. Mother Witch trận này cũng không cần thiết xảy ra này. Nhưng mà đó là một cách mà cycle thẻ. Chứ nếu bây giờ mà thay cycle cái thẻ Mega Knight với Ram Rider sớm quá thì cũng không hợp. Hợp lý. Rồi, có một Piggy, hai Piggy. Thế là đủ rồi. Hai Piggy là hợp lý rồi. Poison. Mighty Mind không có Lightning. Chắc chắn rồi, không có Lightning. Canucas vẫn sống. Tiếp tục là Mother Witch. Rất tốt, Muji anh ta đang control game này quá tốt. Đặt Golem trong cái bài này ư? Nguy hiểm quá. Sẽ có Tornado. Ronan, Ram Rider connects. Ui, mà... Ui, Muji control game này quá tốt. Good game rồi. Còn Ghost lại đập một chết. Một hit của Ghost. Đúng nhờ, một hit của Ghost à? Nhầm mình xem lại đấy. Đúng rồi, một hit của Ghost. Ôi trời ơi. Ghost có một hit. Quái vậy. Dash Boost. Ôi giời ơi, Lightning. MVP. Ôi, 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 ôi. Đúng là quá đúng rồi. Đậu xanh con Golden Knight này cứ phải. Mình nghĩ là con Golden Knight này sớm muộn thì cũng phải nép rồi. Đã phút của nó quá là thú vị. No, ôi trận này căng quá anh em ơi. Golem đổi hướng rồi, phải đổi hướng rồi. And this is the scary thing. Okay, he cannot use the cage because he needs to save that card just for those Ram Riders. Cannon card and the very nice NATO as well. Look at the right side. Will be able to hit the tower. Not yet. Ôi giời ơi, 30 giây nữa Ram Rider rất khó vào trụ. Mega Knight set up low. 25 seconds remaining. Golden Knight is not in the dash. He just picks up high.
Con ấy mới chết luôn. Đi gì đâu? Mãi đỉnh. Mohamed Slay là số 2 thì không ai là số 1. Mà dù biết trận này không được, mà trận này... Lại quay đến mẹ của Mohamed Slay này, không quay không? Ui. Line là số 2 không ai là số 1. Ui lại. Em thích Mohamed Slay, anh cũng thích. Beautiful awareness right here as well. The ghost went to left. Sao mình còn 5 điểm nhá, mình thấy 1 vẫn chưa được nhỉ? Chết. Mình mà thua tích thua nữa là mình hết cơ hội luôn á. Không được cái tower skin luôn. Tower skin. Spicy. Ôi giời ơi, Muji, Mohamed Slay. Nếu nhắc không nhầm thì Muji chơi cái deck Fressing. Chơi cái deck Fressing có 3 ben, Workbaker, Ghost với lại Bandit nhỉ? Đúng không nhỉ? No, Vanky. Không ai chết được King Tower trong bài này đâu. Phải có dùng, phải dùng Skeleton. Maybe he's chosen a different spell, or maybe he just knows that the Archer Queen is going to be putting in work throughout this match. Fireball for the Archer Queen. She takes one more shot, but will stay alive. 28-20 on the left-hand side. Fire Spirit for pressure on the right-hand lane. Dark Goblin does his job. Great use of its ability, able to take out the Ice Spirit, plus the Dark Goblin, plus one of the Wall Breakers. With the help of the log, the Wall Breakers will not be a problem. So now, with two cards left, Muhammad Light, I think it's going to be a tower, though. And you can just be in a really good spot just to defend over and over from the... Em được không? Đấu không đầu tiên này. Spammy mode, thực ra các bạn biết là không biết, các bạn không để ý à? Không, họ đánh dùng arc chính mà không phải là dùng đánh kiểu private đâu. Nên là các bạn còn nếu mà có trong playlist thì các bạn có thể xem được họ đánh. Là thấy mốt được. Ngày thứ hai mình pick đúng thắng được đúng một cái câu trả lời. Workbreaker không được. Valkyrie plus cards will go the opposite direction. First 2 minutes away into double elixir time, and at the moment, Mohamed Light with the gain and damage lead. Look at the guard trying to make its way to the Valkyrie. Will not be able to reach the tower just because he took his time. Ôi, Mohamed Light ơi, thả đi, thả Muji thắng trận. Thả thắng trận thế nào? Bọn nó tắt đi thì mốt hết rồi. Đỡ bị đau đầu. Mo is continuously playing the Fire Spirit plus log as the drill defense, as opposed to... Wow, đang go bin kìa. Nhưng mà Mohamed Slay đang có lợi thế hơn. Poison. Fairly healthy towers for the both of them. I mean, this is just perfect offense, perfect defense, and neither one. Oh, Inferno Tower, vào trụ đi. Vào cái vòng. Rồi. Bận mày. Tuy nhiên thì Muji anh ta đang hơi đuối. You have to assume that wasn't a prediction, but at the same time, it just could have been. Right there, guards are going to attempt to clean up. Not going to matter. Walk over the middle, and it's not going to be able to catch the Ice Spirit. Great Ice Spirit delay. Drill plus Valk right hand side, Wahlbergers on the left hand side. Mora takes care of the middle and holds on, gets those goblins off the board as well. That Mora just did triple defense. And right here, I mean, you have the poison, so the poison is putting in a lot of value. But it, oh, right there, Valk plays just in time.
But this Archipelago is still getting so much value. Ice Spirit to try to protect the Dark Goblin. That was such a smart log. He knew he was going to protect the Dark Goblin, so he still used that log, even when it looked like he wouldn't need it. What does Mookie need to do here in this final 77? What? Turn the tides. Motor vào chùa. Well, right here, Mo needs to protect this one. That is what we are going to see. Fireball going to come down. Cái quái gì vậy, motor vào chùa? Trong khi Dark Goblin và Vanky đều có xuất hiện mà. What the fuck, motor? 700 guaranteed. So he needs to get 2,000 HP worth of damage to have a shot at winning. Guards to the back, mortar high, long. Ôi, tất cả dự đoán của mình bay rồi. Trận này đáng lẽ phải dùng arrow, trận này không. Ôi thua rồi, 17 giây nữa thì ăn gì nữa các bạn. Không bao giờ bị out cycle luôn. Bên kia nó có champion, nó còn nhanh hơn rất nhiều. Ui, thằng con của mẹ ăn rồi. GG. Well done. Đủ. Thằng Mohamed Lai mà bây giờ vẫn là thành nó mà vô địch thì đúng là phải nói là chắc là game này nó phải ui rồi con của mẹ đây rồi, con của mẹ đây rồi. Tí về đưa tiền cho mẹ nhá.